Ngày 28 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ bàn giao mặt bằng và thi công cầu Tăng Long, đường Lã Xuân Oai, thành phố Thủ Đức. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, tính đến nay, dự án cầu Tăng Long đã cơ bản hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án. Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án, khẳng định sau khi tiếp nhận phần mặt bằng đã bàn giao, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng các đơn vị thi công và đơn vị tư vấn triển khai thi công trở lại trong thời gian sớm nhất, hoàn thành công trình đưa vào lưu thông trước ngày 30 tháng 4 năm 2025 để chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án, ông Lương Minh Phúc kiến nghị Công ty Điện lực Thủ Đức, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn và các đơn vị quản lý hạ tầng viễn thông quan tâm, hỗ trợ việc di dời hạ tầng kỹ thuật do các đơn vị quản lý hoàn thành trước ngày 10 tháng 12 năm 2023. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận phương án tổ chức giao thông và cấp phép thi công trước ngày 5 tháng 11. Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức, Ban Bồi thường Giải phóng Mặt bằng thành phố Thủ Đức, các phường Long Trường, Trường Thạnh và Tăng Nhân Phú A khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt đối với hai hộ dân thuộc phạm vi khu công nghệ cao, cần bàn giao trước ngày 5 tháng 11 năm 2023, và ba hộ dân còn lại thuộc dự án, để bàn giao 100% mặt bằng trước ngày 31 tháng 12 năm 2023, đảm bảo thi công đồng bộ, hoàn thành công trình theo kế hoạch.